Phẩy chấm phẩy chấm. Ba người nhìn nhau im lặng. Tăng Thư Thư vốn tính hoạt bát. Thấy Lâm Kinh Vũ và Pháp Tướng đang lúng túng chưa biết làm gì. Miệng mỉm cười nói, Lâm Sư Đệ. Làm sao mà đệ tới đây được? Lâm Kinh Vũ mặc dù với Tăng Thư Thư không quá thân cận song cùng môn hạ Thanh Vân. Và y cũng nhớ Tăng Thư Thư vốn là bạn của Trương Tiểu phàm Với hắn ta Tăng Thư Thư cũng để lại những ấn tượng tốt. Ngay lập tức gật đầu nói, lúc nãy vì chướng khí chư vị sư huynh thất tán. Đột nhiên đệ nhìn thấy tại nơi đây có pháp bảo tỏa hào quang nên đến để xem. Tăng thư thư cười ha ha, khoát tay lau nước mưa trên mặt. Nói, xem ra chúng ta đều là những sư huynh đệ hữu duyên. Ở nơi hung hiểm này càng nhiều người càng tốt. Có phải không pháp tướng sư huynh? Pháp tướng khẽ mỉm cười. Gật đầu nói, không sai, à. Mưa tạnh rồi. Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư cùng ngửa mặt lên trời xem quả nhiên không biết lúc nào trời đã ngừng mưa. Lúc này trời đã sáng hẳn lên. Bầu trời phảng phất như mở rộng. Lâm Kinh Vũ thở sâu một hơi. Sau cơn mưa không khí khu rừng trở nên trong lành hơn. Phảng phất hương vị ngọt ngào. Pháp tướng quay đầu về phía đóa kỳ hoa nay đã hoàn toàn khép lại. Nói, nơi đây có nhiều thứ cổ quái dị thường. Đóa kỳ hoa to lớn này là một vật không tốt không nên ở đây lâu chúng ta nên rời khỏi chỗ này thôi lâm kinh vũ không nói gì tăng thư thư mỉm cười nói pháp tướng sư huynh đã nói vậy thì chúng ta đi thôi vừa nói hắn vừa quay đầu nhìn lâm kinh vũ lâm kinh vũ gật đầu im lặng ba người lập tức chỉnh lý y phục ngự khởi pháp bảo bay lên không trung tăng thư thư ở giữa không trung trầm ngâm một hồi nhìn hai người nói pháp tướng sư huynh lâm sư đệ cánh rừng này rất lớn độc trùng dị thú nhiều vô kể cho dù quả thật có dị bảo thì làm sao chúng ta hạ xuống mà đi tìm lấy được lâm kinh vũ hăng hái đáp lời tăng sư huynh không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con tăng thư thư quay sang nhìn y rồi lại nhìn sang phía pháp tướng chỉ thấy pháp tướng cười cười hiển nhiên là có cùng ý nghĩ liền mỉm cười thế thì tốt chúng ta nhất quyết vào cái chốn hoang dã này xem xem dị bảo sẽ xuất hiện ra sao cả ba người cùng phấn khởi khu động pháp bảo biến thành ba đạo hào quang theo gót nhau nhắm hướng rừng sâu thẳng tiến sao 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 màn đêm dần xuống đất trời đã hoàn toàn tối đen lưu kinh vũ và cả bọn ba người đã mất nửa ngày trời tìm kiếm mà không thu được tí kết quả nào ánh sáng kỳ lạ phát ra từ dị bảo cũng không nhìn thấy nữa hơn nữa, trong khu rừng rậm cổ quái này có vô số loại quái thú độc trùng mà không ai biết cũng như không ai hình dung ra được. Bây giờ bọn ba người họ đều đang ở trên không trung, đang bay qua một cây đại thụ. Đột nhiên một cành cây khô đột nhiên biến thành một đám độc trùng đen kịt nhe răng sông tới tấn công. Nhìn thấy cảnh đó, ba người tuy một thân tu hành, là nhân tài xuất sắc của môn phái, cũng không tránh khỏi giật mình sợ hãi. Kinh tâm động phách, màn đêm dần dần buông xuống ba người thương lượng một hồi tìm được một tảng đá to lớn bằng phẳng liền đặt chân xuống nghỉ ngơi tăng thư thư chú ý nhìn xung quanh ngưng thần giới bị đồng thời ngự khởi pháp bảo hiên viên kiếm phát ra hào quang đề phòng cẩn thận chọn chọn lựa lựa một hồi rồi lấy vài nhánh cây khô chuẩn bị đốt lửa lâm kinh vũ đứng bên cạnh nhìn nhìn một hồi đột nhiên không kèm được cất tiếng cười khổ Tăng Thư Thư nghe vậy. Ngước lên nhìn y. Hiểu ý. Không nín được phải phá lên cười ha hả. Thanh Vân Môn đã thành lập hơn 2.000 năm. Nếu nói về người chuẩn bị nhóm lửa tử tế nhất. Chú ý nhất. Cẩn thận nhất. Nhất định phải nói đến Tăng Thư Thư hôm nay. Vừa quay đầu lại. Tăng Thư Thư lấy ra đồ dẫn lửa nhưng sau cơn mưa lớn hồi sáng. Mấy khúc cây xung quanh đều rất ẩm ướt. Loay hoay cả nửa ngày khói bốc lên mù mịt. Cuối cùng thì lửa cũng đã cháy bùng lên. Pháp tướng nhìn xung quanh. Chỉ thấy rừng rậm đen tối trầm trầm. Yên lặng một lúc. Rồi hướng về Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư gật đầu chào. Ngồi xếp bằng theo kiểu Phật môn. Thở đều. Miệng lẩm nhẩm tụng chú. Pháp bảo Luân Hồi Châu ở tay từ từ sáng lên. Một lúc sau một luồng ánh sáng màu vàng nhu hòa phát ra mở rộng rồi tạo thành một hình cầu rộng khoảng sáu trượng, bao phủ lấy ba người. trong màn đêm, ánh sáng nhu hòa của luân hồi châu phủ lên sắc mặt ba người họ một màu vàng nhạt. Lâm Kinh Vũ và tăng thư thư vốn xuất thân danh môn, đối với đạo thuật của pháp tướng tự nhiên đã nhìn thấy qua. tuy Lâm Kinh Vũ trong lòng vẫn có điều vướng mắc với pháp tướng, nhưng hắn cùng với tăng thư thư tỏ vẻ kinh hãi bội phục pháp tướng. tăng thư thư cười nói. Pháp tướng sư huynh đúng là hảo pháp lực. Bội phục, bội phục. Pháp tướng cười nhẹ nói, ở đây có quá nhiều độc trùng. Chỉ nhờ ánh sáng từ đống lửa nhỏ bé này sẽ không đủ sức đề phòng. Có, ban nhược, tâm quyển, này. Chúng ta không cần phải sợ bọn độc vật nữa. Nói xong, y nhìn hai người cười cười. Ánh mắt không biết cố tình hay vô ý hướng về phía Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nhìn thấy, từ từ cúi đầu xuống không nói tiếng nào pháp tướng từ từ di chuyển ánh mắt nhìn về đống lửa ở giữa ba người ánh lửa hồng phản chiếu trên ánh mắt y thật không biết trong lòng y đang nghĩ về điều gì tại trường lúc này bầu không khí an tĩnh dần dần buông xuống bọn họ ba người không ai nói gì thêm chỉ thấy xung quanh bóng đêm đen tối hắc ám trầm trầm bỗng nhiên một luồng gió đột ngột nổi lên trong tiếng gió phảng phất như có tiếng khóc lóc nức nở bi thương của thiếu nữ từ xa vọng lại. Luồng gió nhẹ nhàng luồn qua khu rừng, lướt qua ngọn cây lay động cành lá. Giữa đêm khuya khoắt, khu rừng rậm đen tối tựa hồ có sinh mệnh riêng, phảng phất như mở rộng tấm lòng nhớ nhung, sẵn sàng ôm lấy vạn vật vào trong lồng ngực bao la. Tự do ca hát nhảy múa. Đêm về khuya, gió thổi qua ngọn cây xào xạc, ánh lửa chập chờn pháp tướng nhắm mắt đả tọa. Tăng Thư Thư dường như đã mệt mỏi. Giữ nguyên quần áo nằm nghỉ bên đống lửa. Nhắm mắt như đã ngủ. Chỉ còn Lâm Kinh Vũ vẫn ngồi ở một bên đống lửa. Không hề có ý buồn ngủ. Ánh mắt lấp lánh. Chăm chú nhìn vào ánh lửa bập bùng. Y chậm rãi cầm một nhánh cây khô. Rắc, một tiếng bẻ làm đôi. Rồi nhẹ nhàng đưa vào trong đống lửa. Ngọn lửa liếm lấy cảnh khô. Cháy bùng lên lâm kinh vũ cảm khái nhìn sang bên cạnh chỉ thấy pháp tướng không biết từ lúc nào đã mở mắt ra đang lặng lẽ nhìn y lâm sư đệ tựa hồ như không muốn đánh thức tăng thư thư pháp tướng hạ giọng hỏi đệ không ngủ sao lâm kinh vũ thu hồi mục quang nhìn về đống lửa một hồi sau mới lạnh lùng trả lời đại sư sao ngài vẫn chưa ngủ pháp tướng nói tiểu tăng đã nghỉ ngơi trong khi ngồi thiền đã trở thành thói quen rồi. Lâm sư đệ tuổi còn trẻ. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lâm Kinh Vũ không nói gì. Cả nửa ngày sau đột nhiên cất tiếng nói, trong 10 năm qua. Ta rất ít khi ngủ. Pháp tướng cho mày. Cảm thấy kỳ quái hỏi lại, tại sao vậy? Lâm Kinh Vũ nhìn vào đống lửa. Lấp la lấp loáng. Từ từ nói, ngay khi ta nhắm mắt lại. Lại nhớ đến cảnh thảm tử của vô số người dân ở thôn Thảo Miếu lại nghĩ tới tiểu phàm huynh đệ đang bất hạnh trầm luân nơi ma đạo giác một tiếng động vang lên giữa đêm đen yên tĩnh lâm kinh vũ tay cầm hai đoạn cây khô từ từ đưa vào đống lửa màn đêm đen như mực tưởng như giữa sự yên tĩnh của khu rừng phảng phất có tiếng gào thét âm thầm pháp tướng im lặng nhìn lâm kinh vũ ánh lửa bập bùng phản chiếu hình ảnh của chàng trai trẻ thân ảnh phảng phất vẻ cô đơn nhưng cũng không kém quật cường. Một hồi sau, pháp tướng thu hồi mục quang, nhìn xa xăm về phía trước, tay nhẹ nhàng lần chàng hạt luân hồi châu. Đột nhiên cất tiếng nói, "Đệ vẫn đang lo lắng cho Trương tiểu phàm sư đệ phải không?" Lâm Kinh Vũ không trả lời, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào pháp tướng. Pháp tướng ánh mắt lộ vẻ bi thương, nhưng thanh âm vẫn bình hòa, chậm rãi nói, "10 năm trước" y đã gia nhập vào quỷ vương tông của ma giáo. Bây giờ hình như đã lên đến trước phó tông chủ của quỷ vương tông. Nghe nói, y sẽ là người kế nhiệm trước quỷ vương tông tông chủ sau này, nói đến đây. Pháp tướng từ từ xoay đầu. Nhìn thẳng vào mắt lâm kinh vũ. Khóe mắt giật giật. Lại nói tiếp. Trong 10 năm nay, y giết người vô số. Hiếu sát thành tính. Trong ma giáo được mệnh danh là huyết công tử đối với chính đạo y chính là mối tâm phúc đại họa đủ rồi lâm kinh vũ đột nhiên quát lớn hàm răng nghiến chặt tay nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh phát tướng vẫn nhìn y nói tiếp nếu một ngày nào đó gặp lại y đệ định sẽ làm sao đêm đen lạnh buốt tưởng như cả thế gian trời đất đều lãnh đạm vô tình lâm kinh vũ vẻ mặt anh tuấn phản chiếu ánh lửa bập bùng từ từ nhắm mắt lại thở sâu một tiếng, y là huynh đệ của ta. Không biết bao lâu sau. Giữa cảnh yên lăng, Lâm Kinh Vũ đột nhiên thốt lên. Một lời như chém đinh chặt sắt. Không hề có chút do dự ngại ngùng. Pháp tướng nhìn y, im lặng không nói gì thêm. Lâm Kinh Vũ chậm rãi cúi đầu. Giọng nói trầm sâu, ta biết rằng y bây giờ đã trầm luân trong ma đạo. Không thể quay đầu trở lại. Ngày sau gặp lại y. Hai bên sẽ trở thành cừu địch thề không đội trời chung. giác, Lâm Kinh Vũ bẻ gãy cành cây thứ ba. Từ từ đưa vào đống lửa. Bình tĩnh nói tiếp, cho dù hai bên phải quyết đấu sanh tử. Không đội trời chung, ta không quan tâm các vị tiền bối tránh đạo nghĩ gì. Trong lòng ta, mặc dù chính ta không cùng một đường, sớm muộn gì cũng phải quyết đấu. Bất kể y có thể giết chết ta, hay ta giết chết y, ta vẫn coi y là huynh đệ. Lâm Kinh Vũ cười nhẹ, nụ cười tràn đầy chua chát và đau khổ, khẽ nói, "Trong cuộc đời này, y chính là người huynh đệ duy nhất của ta." Không ai nói gì thêm. Trong khu rừng già, càng lúc càng tĩnh mịch, ngọn gió lạnh lẽo lướt qua ngọn cây, như có tiếng thở dài ở tận chân trời, sao sao sao. Tăng Thư Thư đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy, cho mày như đang chăm chú lắng nghe gì đó làm pháp tướng cùng lâm kinh vũ giật mình nhảy dựng lên lâm kinh vũ ngạc nhiên hỏi tăng sư huynh có chuyện gì vậy tăng thư thư sắc mặt nghiêm trọng trả lời có việc không ổn đệ nghe thử xem pháp tướng và lâm kinh vũ giật mình lúc nãy vừa tập trung nói chuyện nhất thời không chú ý đến động tĩnh ở xung quanh bây giờ vội nhìn xung quanh ngưng thần nghe ngóng trong khu rừng rậm bên cạnh tiếng gió thổi rào rào. Tựa hồ hoàn toàn yên ắng. Không có chút động tĩnh nào. Một lúc sau, bọn ba người họ đồng thời nhăn chán. Từ xa, đột nhiên có một âm thanh, xa xa, thật nhẹ. Tựa như tiếng côn trùng đang di chuyển. Mặc dù âm thanh đó còn ở rất xa. Nhưng lại khiến người nghe sợ đến dựng tóc gáy. Ba người vẻ mặt kinh nghi bất định. Lâm Kinh Vũ trao mày nói, hình như đó là tiếng của độc trùng gì đó. Tăng Thư Thư cười gượng nói: "Chỉ e là có không ít côn trùng đâu." Ba người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Độc trùng ở khắp nơi, tại bên trong tử trạch hung hiểm khôn lường. Họ lúc nào cũng phải đề phòng các loại hung vật. Hơn nữa các loại thú vật cổ quái thật là quá nhiều. Bây giờ thực tình cũng không biết lại xuất hiện thêm loại nào nữa. Bọn ba người họ vừa ngưng thần giới bị, phía trước trong rừng rậm bỗng có tiếng huyên áo một tiếng thét giận dữ vang lên át hẳn tiếng côn trùng truyền lại bọn lâm kinh vũ ba người chăm chú lắng nghe tăng thư thư là người đầu tiên kêu lên chính là lý tuân sư huynh của phần hương cốc lâm kinh vũ thay đổi sắc mặt vội nói lý sư huynh chắc đang gặp phải nguy hiểm chúng ta phải ra tiếp ứng vừa nói xong lập tức đứng dậy đột nhiên có một cánh tay trận y lại thân thủ nhanh nhẹn chính thị pháp tướng chỉ nghe pháp tướng nói để ta đi ở ngoài kia hung hiểm phi thường hai đệ hãy ở lại bên trong bàn nhược tâm quyển không được kinh động nói xong không để cho lâm kinh vũ và tăng thư thư kịp phản đối thân hình chuyển động tấm tăng bào nguyệt bạch lập tức bay lên lập tức tiến thẳng về bóng tối hắc ám phía trước lâm kinh vũ cùng tăng thư thư ngồi đó chăm chú lắng nghe chỉ một lát sau đã nghe phía trước vẳng lại tiếng ồn ào tiếng quát nạt giận dữ liên tục vang lên. Liên miên không dứt, trong đó bỗng có một tiếng kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên đó là Pháp tướng đã đến bên cạnh Lý Tuân. Bắt đầu tấn công quái vật nào đó không biết tên. Bóng đêm sâu thẳm, gió đêm lạnh lẽo thổi qua rừng. Đột nhiên có tiếng hú vang lên lanh lảnh. Tiếng huyên náo ở phía trước lại càng lúc càng lớn hơn. Xé tan bóng đêm. Chuyển tới nơi Tăng Thư Thư và Lâm Kinh Vũ như tiếng quỷ khóc, như tiếng sói gào. Bây giờ Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, đang chuẩn bị xông ra ngoài. Bỗng nhiên phía trước có một tiếng rú vang lên, tiếng côn trùng rứt hẳn. Trong màn đêm có bóng người chuyển động, hai thân ảnh đồng thời bay tới, chính là pháp tướng và Phần Hương Cốc Lý Tuân. Quần áo cả hai bị xé nát, trên y phục Lý Tuân còn lấm tấm máu tươi. Chỉ thấy hai người thân thủ cực nhanh, lập tức bay thẳng vào ánh kim quang của bàn nhược tâm quyển. Lâm Kinh Vũ cùng Tăng Thư Thư lập tức tiến lên tiếp ứng. Chỉ thấy nét mặt hai người lộ vẻ mệt mỏi. Không đợi Lâm Kinh Vũ kịp mở miệng nói gì. Lý Tuân Mày kiếm trợn lên. Đột nhiên quát lớn, cẩn thận. Mọi người kinh hãi. Chỉ thấy ở bên trong khu rừng rậm đen tối. Tiếng côn trùng kêu đột nhiên lớn lên. Từ bốn phương tám hướng vẳng tới. Đông không biết bao nhiêu mà kể vây kín xung quanh họ, không biết có bao nhiêu ánh mắt tràn đầy vẻ khủng bố, phát ra ánh sáng u ám, đang chăm chú quan sát họ từ trong bóng tối. "Là cái gì vậy?" Tăng Thư Thư mở to mắt, nhìn bốn phía, cất tiếng hỏi Pháp tướng và Lý Tuân. Lý Tuân mặt lạnh băng, nói, "Có rất nhiều cự nghị, kiến lớn, mọi người phải cẩn thận." Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư giật mình. Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi lại, "Cái gì?" Ngay lúc đó, Pháp tướng đứng bên cạnh đột nhiên nói lớn, cẩn thận. Chúng tới rồi. Mọi người kinh hãi. Nhanh chóng ngưng thần giới bị. Dưới ánh sáng của đống lửa cùng với ánh sáng vàng rực của Luân Hồi Châu. Chỉ thấy từ bên trong khu rừng rậm sâu thăm thẳm. Tiếng rào rạt vang lên. Bóng đen di động từ bốn phía sông tới. Tới lúc này, bọn lâm kinh vũ các người mới nhìn thấy rõ ràng. Mọi người hô hấp như ngừng lại chỉ thấy bọn quái vật bò ra từ trong bóng đêm. Bọn quái vật có hình dáng của kiến. Nhưng thân hình lại to gần bằng bắp chân của người bình thường. Số lượng không biết bao nhiêu mà kể. Tiếng xa xa chính là do bọn chúng phát ra. Vang động khắp nơi. Bọn. Tăng thư thư các người đạo Pháp tuy cao. Nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Nhưng bọn kiến này không biết Pháp tướng đã bố trí bàn nhược tâm quyển. Nhưng vẫn tỏ vẻ sợ hãi ánh lửa chỉ bò ở bên ngoài cách nửa trượng không dám tiến gần hơn tuy vậy bọn kiến lớn từ trong bóng tối cứ liên tục liên tục bò ra không biết có tới mấy vạn con hắc ảnh trùng trùng bốn người mặt trắng bệch tiếng gió ai oán lướt qua khu rừng già phảng phất như đang cười cợt nhân loại ngu xuẩn dám quấy dày sự an tĩnh lâu dài của nơi đây trong tiếng gió phảng phất như có tiếng địch vi vu hòa cùng tiếng gió thổi lý tuân mặt đổi sắc đột nhiên quát lớn tên yêu nghiệt nào của ma giáo dám tới đây hí lộng quỷ thần tiếng quát của y thanh thế không nhỏ lập tức tiếng vi vu trong gió lập tức dứt hẳn lúc này không chỉ tăng thư thư và lâm kinh vũ ngay cả pháp tướng cũng giật mình lúc trước y ra ngoài tiếp cứu lý tuân chỉ thấy vô số cự nghị không thấy có bóng nhân sĩ nào của ma giáo lập tức cất tiếng hỏi cái gì bọn cự nghị này là do bọn yêu nhân ma giáo đem tới sao lý tuân đằng hắng một tiếng mục quang lăng lệ đảo mắt nhìn xung quanh trả lời không sai lúc chập tối ta ở gần đây đột nhiên gặp một nam tử lạ mặt ta quát hỏi hắn hắn lập tức giận dữ động thủ thứ hắn sử dụng chính thị là yêu pháp của ma giáo bọn quái vật này không biết đã sử dụng tà môn pháp thuật nào mà có thể điều khiển được loại hung vật như thế này lý tuân chưa dứt lời bỗng nhiên trong bóng đêm có tiếng cười nhạt vị đại hiệp chính đạo này nói không sai không biết ta đã làm gì đắc tội khiến ngài phải ra tay động thủ vậy tiếng nói này đúng là giọng của nam giới có vẻ như vẫn còn trẻ tuổi nhưng thanh âm phiêu hốt nhất thời không biết được y đang đứng ở đâu lý tuân sắc mặt biến đổi mặc dù đang ở tình trạng bất lợi vẫn không ý kỵ gì cất tiếng nói lớn ngươi là yêu nhân ma giáo ta dĩ nhiên phải trừ yêu hàng ma. Nếu ngươi là nam nhi thì hãy ra đây quyết đấu với ta 300 hiệp. Ngươi sử dụng bọn xúc xanh vô tri này thì đâu phải là anh hùng. Nói đến đây, tiếng cười trong rừng lại vang lên. Lạnh lùng nói, vị đại hiệp chính đạo này mới chính là anh hùng. Ta đây thật không dám sánh cùng. Lời nói vừa dứt, tiếng địch lại vi vu cất lên. Bọn kiến lớn lập tức phân khai. Tạo thành một lối đi nhỏ một nam tử trẻ tuổi chậm chậm bước ra từ trong bóng tối. Dừng lại trước bàn nhược tâm quyển. Khóe miệng tươi cười. Khí độ nho nhã. Chính thị tần vô viêm của vạn độc môn. Pháp tướng sắc mặt nghiêm trọng. Cẩn thận nhìn kỹ y. Đột nhiên nói, ngươi tuổi trẻ mà đạo hạnh thâm bất khả chắc. Lại có khả năng sử dụng hàng vạn độc trùng. Nhất định chính là tần vô viêm của vạn độc môn. Hiệu là độc công tử. Có phải không? tần vô viêm trao mày ánh mắt chuyển sang nhìn pháp tướng một hồi đột nhiên cười nói ngài chính là pháp tướng đại sư của thiên âm tự quả nhiên pháp nhãn như thần tại hạ chính thị tần vô viêm nói đến đây dừng lại một chút rồi thản nhiên nói tiếp nghe nói trong các đệ tử trẻ tuổi của chính đạo tam đại môn phái pháp tướng đại sư của thiên âm tự là người đứng đầu trí thâm đức cao hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tần vô viêm ta thật là hân hạnh. Nói xong, khẽ gật đầu, mặt phảng phất nét cười. Pháp tướng trao mày, đồng thời nghe tiếng Lý Tuân ở bên cạnh khẽ ho một tiếng. Trong lòng chợt lạnh ngắt, tần vô viêm bề ngoài vẫn tươi cười. Nhưng trong lòng ý nghĩ xoay chuyển nhanh, y vốn khác người, xuất thân từ vạn độc môn của ma giáo. Tiến vào nội trạch có vô số hung thú độc trùng. Đối với người khác thì phải cẩn trọng. Nhưng đối với y, thực chẳng khác nào tiến vào một nơi chưa đầy châu báu. Thật là vô cùng hoan hỷ, bao nhiêu loại độc vật lúc bình thường khó gặp khó tìm, đều như tập trung hết ở nơi này. Hơn nữa có vô số loại độc trùng kỳ lạ mà y chưa từng nghe thấy. Đối với đại hành gia dùng độc như y, lại càng quý giá hơn hàng vạn kim ngân châu báu gấp bội. Vạn độc môn trong ma giáo, vốn luôn độc lập độc hành, mặc dù pháp môn tu hành cũng xuất phát từ thiên thư như các tông phái khác nhưng lại có pháp môn tu chân thần kỳ riêng tu luyện nhờ vào các loại độc vật mà thành mấy trăm năm qua cao thủ nhất lưu phát xuất từ môn phái này cũng đồng thời là đại hành gia dụng độc vì vậy việc tìm được độc vật càng độc càng dữ dội đối với môn nhân vạn độc môn mà nói là sự giúp đỡ hết sức to lớn cho việc tu hành đạo pháp tần vô viêm hiện là quan môn đệ tử của độc thần đương kim môn chủ của vạn độc môn thiên tư cực cao là kỳ tài thiên phú trong việc dụng độc kể từ lúc tiến vào nội trạch nhìn thấy cảnh tượng ở đây vừa kinh hãi vừa vui mừng trong mấy ngày nay đã thu thập được khá nhiều độc vật khi gặp được loài kiến lớn đặc biệt chỉ có trong tử trạch tần vô viêm đã thử dùng khống yêu địch của vạn độc môn thiên thư của ma giáo vốn ghi chép hầu như tất cả mọi thứ trên đời cũng có nhắc đến loại man hoang hung vật này cuối cùng bọn chúng cũng để tần vô viêm khống chế được tần vô viêm trong lúc cực kỳ hoan hỉ đột nhiên nhìn thấy lý tuân của phần hương cốc ở phụ cận hai người vừa gặp đã thấy chướng mắt lập tức ra tay động thủ tần vô viêm liền gọi ra vô số tử trạch cự nghị lý tuân đạo hành tuy cao nhưng bị vô số cự nghị tấn công chỉ biết ra chiêu đỡ gạt nếu không có pháp tướng kịp thời ra cứu thì đã lâm vào tình thế nguy hiểm tình huống lúc này luôn cả pháp tướng tăng thư thư cùng với lâm kinh vũ lý tuân bốn người đều đang bị nguy khốn trong tay tần vô viêm thủ đoạn thông thiên phẩy chấm phẩy chấm tần vô viêm mục quang lưu chuyển hướng về phía pháp tướng bốn người bọn họ nhìn qua từng người theo nhãn quang của gã thì bốn người này tư chất xuất sắc đích thực là nhân tài bàn về thực lực đạo pháp chỉ sợ đem bản thân đối phó với bốn người này không chiếm được lợi thế chỉ là vạn độc môn theo lối tu hành thiên về hiểm trá dùng pháp môn cổ quái hoặc là tà môn cùng cực tần vô viêm lúc này khống chế cả đàn tử trạch cự nghĩ đàn kiến khổng lồ từ đầm lầy chết trên thân lại mang theo vô số độc vật xem ra hoàn toàn chẳng có vẻ sợ hãi trái lại gã sắc diện như thường nhìn cục diện này gã đang chiếm thế thượng phong tăng thư thư trí óc dù linh hoạt lúc này cũng không thể tránh được bị làm cho đau đầu nhức óc nhìn thấy lồ lộ diện mạo thật nanh ác của loài tử trạch cự nghĩ người mùi tanh tưởi từ chúng bốc lên đầy mặt lập tức quay qua nhỏ giọng hỏi ba người bên cạnh hiện tại làm thế nào chúng ta lui hay đánh lý tuân cau mặt cau mày chẳng nói chẳng rằng kỳ thật với tính cách ngày trước của gã lúc này quyết nhiên là không cam lòng thối lui chỉ là mới đây đã cùng với loài tử trạch cự nghĩ này mở một trường ác chiến dù bằng sức lực một người đã sát thương hơn trăm con nhưng lúc này khi vô số cái lũ quái vật này vô cùng vô tận nhất loạt tiến đến lực lượng khủng bố ấy thật sự khiến trong lòng gã hơi sợ hãi pháp tướng trầm ngâm không nói lâm kinh vũ đột nhiên mở miệng thốt lên để thấy cách khả dĩ là đánh một trận đề nghĩ giống tử trạch cự nghĩ này nhất định không phải là do người nuôi dưỡng chúng bị lũ ma giáo yêu nhân sử dụng yêu pháp nào đó khống chế chỉ cần chúng ta chế trụ được kẻ này là có thể thuận tiện đánh là thắng pháp tướng nhẹ gật đầu nói lâm sư đệ nói thật hữu lý thế còn nhị vị tăng thư thư tư lự một lúc rồi nói lâm sư đệ nói quả là không sai hơn nữa chúng ta bốn người đối phó một mình hắn nếu để hắn chạy thoát như vậy mất mặt thái quá cả ba người mục quang hướng về phía lý tuân lý tuân ở tại phần hương cốc những năm gần đây là nhân tài xuất sắc nhất lòng luôn tự đắc nếu không phải vì tần vô viêm không biết làm cách nào mà từ đâu gọi ra vô số kiến to lớn thì hắn đã là người đầu tiên muốn cùng tần vô viêm đối đầu rồi thời khắc này đối diện cái nhìn của ba người làm sao gã có thể chịu mất mặt nên với vẻ tự nhiên nói dứt khoát đánh pháp tướng lập tức gật đầu trầm giọng nói ngay vậy chúng ta chia làm hai nhóm phiền lý sư huynh và tằng thư thư tằng sư huynh thành ở bên này giúp chúng ta tạm thời đối phó bầy kiến lớn ta và lâm sư đệ sẽ cùng một lúc tấn công tên tần vô viêm thế nào ba người cùng gật đầu bọn họ tại đó bàn bạc tần vô viêm đứng ở ngoại vi cũng không ngừng suy nghĩ mới đây gã đã huy động bầy kiến lớn vây công lý tuân dù Lý Tuân đạo hành thật cao, nhưng đã như gã tiên liệu. Với sức lực của một người, có khả năng giết được gần trăm con kiến lớn cực độc da dày xương cứng. Nhưng đương trường còn có ba người đứng ngoài nhìn. Chỉ sợ đạo Pháp cũng không thấp hơn. Nhất là Pháp tướng của Thiên Âm Tự. Những năm gần đây người này thanh danh cực đại. Không cần nghe người ta nói. Chỉ nhìn việc trước mắt bàn nhược tâm quyển của người đó. Ẩn tàng Phật môn hàng ma đại lực không ngờ có thể làm tử trạch cự nghĩ bị chặn đứng không thể khu động chúng tràn xuống lũ kiến theo bản năng tránh ra khỏi kim sắc quang quyển vòng sáng kim sắc của người đó tu hành đạo pháp của người này thật không phải là chuyện nhỏ quả là nhức óc cho gã làm sao khi đối phó với bốn người này đột nhiên phía trước vang lên tiếng thét chỉ thấy kim quang sáng lóe bàn nhược tâm quyển được thu hồi lại bốn người đó bất ngờ cùng xông đến bên phía bầy kiến lớn bị một trận xáo động tần vô viêm không kinh hoàng mà mừng rỡ cười lớn một tiếng tay phải lật lên xuất hiện một cây thiết địch nho nhỏ màu đen không cần đưa lên miệng thổi mà để nó thẳng đứng lơ lửng trong không trung tay trái tác động vài lần lên một vài lỗ trên thân cây địch giữa không trung rồi lên thanh âm trầm sâu u tĩnh người thì không nghe thấy gì nhưng ở dưới đất vô số tử trạch cự nghĩ dường như đột nhiên nhất loạt nhận được mệnh lệnh nào đó lúc này toàn bộ bắt đầu chuyển động súng lại nhe răng dương càng hướng bốn người chính đạo xông tới lý tuân và tăng thư thư đã sớm tiên liệu sẽ có tình huống như vậy đồng thời hướng về phía trước ngự khởi pháp bảo chỉ thấy pháp bảo hào quang lóe lên tức thì tương đương với lực đạo đánh tới là cả chục con kiến lớn phía đầu bị chấn bay đi nhưng hai người cũng nghe sức phản chấn ngầm phát động lên tay lý tuân trước đó đã cùng lũ kiến lớn này giao thủ thu được chút kinh nghiệm không thấy lộ vẻ gì ra ngoài còn tăng thư thư không tránh khỏi biến sắc thầm nghĩ lũ xúc sinh này thật là lợi hại hai người phấn khởi lộ thần uy một lúc sau không ngờ dồn được vô số kiến lớn về một bên lâm kinh vũ và pháp tướng thân hóa thành hào quang như điện bay lên chảm kiếm hóa thành đạo bích quang bay lên trời. Lập tức cả chu vi rừng rậm rạp màu đen tối bị ép lui không biết là nhiều đến bao nhiêu trượng. Phần đầu kiếm đã hướng tần vô viêm chém xuống. Một kiếm phát ra uy thế thật lớn. Khiến tần vô viêm cau mặt cau mày. Nghĩ thầm đám người chính đạo quả là không dễ đối phó. Chỉ là nhìn gã thần sắc tịnh không lộ vẻ hoảng hốt gì. Tay trái vẫn bình tĩnh vũ động cây yêu địch. Phát ra những dị thanh ồ ồ chỉ huy vô số tử trạch cự nghĩ dâng lên vây đánh. Còn trên tay phải xuất hiện một cây chủy thủ tỏa thanh quang ra bốn phía. Định đối phó nhát kiếm của Lâm Kinh Vũ. Pháp tướng ở phía sau liếc nhìn. Đầu mày nhíu lại. Nhận ra cây chủy thủ này chính thị 10 năm trước đây xuất hiện trong trận chiến trên thanh vân môn. Độc thần đã sử dụng vạn độc môn kỳ bảo này. Bèn trầm giọng nói, chảm tương tư. Tần vô viêm nghe thấy thất kinh trong mắt lóe lên một vẻ bội phục vừa đối phó lâm kinh vũ vừa nói pháp tướng đại sư quả nhiên kiến thức hơn người chính thị là chảm tương tư thần chủy đó pháp tướng phóng người đến bên lâm kinh vũ không có vẻ gì là nôn nóng muốn xuất thủ khe khẽ nói đáng tiếc cho thần binh như thế các hạ là nhân tài thật là đang rơi vào lầm lỗi đó sao bằng quay đầu là bờ tần vô viêm cười lớn tay trái múa cây địch Tay phải chỉ thủ ánh chói sáng lấp lóe. Bước liền năm bước. Thân hình tiêu sái. Miệng ngâm nga. Hồng nhan xa. Tương tư khổ. Lòng ta có ý. Mà khó bồi đáp. Mười năm tình tứ. Trăm năm trôi qua. Không cắt đứt được nỗi tương tư khó dứt. Sắc diện gã vốn luôn bình hòa. Lúc này đột nhiên phảng phất tử khí. Phía trước thân mình chạm tương tư thần trùy phát xuất chói sáng ánh sáng ấy giao với nhau lại càng thêm rực rỡ. Trong chớp mắt thanh quang đại thịnh, đối đầu với bích quang của trảm kiếm từ từ ép xuống. Đồng thời hiện diện nơi gã thần sắc kiêu ngạo ít thấy qua. Cao giọng nói, "Đại sư thấy ta trầm luân trong ma đạo." Ta thì cười đại sư tâm còn si mê. Trong thế gian vạn đạo, nói tới đạo lý, theo đạo của người thì thấy bến bờ là bến bờ, còn của ta thì bến bờ là biển cả đó." Pháp tướng mỉm cười nhẹ nhẹ, không để lời nói của hắn vào lòng tìm cách xuất thủ. Tương trợ Lâm Kinh Vũ. Chợt nghe từ phía trước tần vô viêm trong màn thanh quang. Lâm Kinh Vũ thanh âm vô cùng kiên định truyền lại, trời xanh ra vạn đạo. Khởi nguồn là một thể. Chính nghĩa đạo tâm. Chính là ở trong lòng người. Ngươi là tà. Ta. ta là chính. Ta nhất định trừ yêu hàng ma. Một tiếng vang trong vắt. Chảm kiếm ngân rền. Bích quang lấp lóe Chiếu thẳng lên trời phá vào giữa màn thanh quang mở đường thoát ra. Tức thì kiếm khí thiên ảnh trùng trùng như mưa rơi. Đầy cả trời đất hướng về phía tần vô viêm sông tới. Tần vô viêm đầu mày nhíu lại. Không ngờ người này cứng cỏi như vậy. Lúc này gã hướng chạm tương tư thần binh quay lại truy kích. Nhiều phần sẽ gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Nhưng đối diện chạm long kiếm là việc trước đây chưa từng làm. Khi bay tới đường kiếm đó. Tự vấn thấy mình khó mà tiếp nhận đành chuyển hướng thân mình né sang một bên. Trong khoảnh khắc phân tâm đó, tay gã chậm lại. Việc khống chế tử trạch cự nghĩ bằng điều khiển cây yêu địch nhất thời bị bận rộn mà gián đoạn. Ở phía sau Tăng Thư Thư và Lý Tuân đang khổ sở chống chọi chỉ lúc đó mới có dịp dừng lại hồn hển thở một hơi. Tuy nhiên bất quá chỉ sau một khắc ngơi tay thì bầy kiến lớn rất hung tợn ấy lại chẳng sợ bị đánh chết xuống xít sông lên. Hai người thật sự bị làm cho đầu óc quay cuồng. Tăng Thư Thư mở miệng nói lớn, ầy. Pháp tướng Sư Huynh. Huynh chờ khi nào nữa? Huynh còn ở đó đòi điểm hóa chúng sinh hay sao? Xin hãy mau ra tay đi. Không thì chúng ta bị lũ súc xanh ăn sống mất. Huynh có thể phải vì đệ niệm một bài chú vãng sinh đó. Vãng sinh, bài chú niệm lên để đưa người chết thanh thản về nơi Tây Phương cực lạc. Pháp tướng cười khổ một tiếng. Chẳng nói năng nhiều. Nhìn vào chiến trường thấy tần vô viêm đã chặn lâm kinh vũ lại thế công như đợt sóng. Con sóng này cao hơn con sóng trước. Lập tức cao giọng nói, tần thí chủ. Xin cẩn thận. Tiếng nói vừa buông ra. Luân hồi châu lóe sáng kim sắc quang mang theo nhau xiên xiên đâm tới. Tần vô viêm đầu mày nhíu lại. Trước mặt là một lâm kinh vũ đạo hành thật cao. Đã ngoài sự tiên liệu của gã. Hiện giờ lại thêm một pháp tướng. Chỉ nghe gã hử lạnh một tiếng. Cũng không nhìn thấy gã có cử động gì. Từ tay áo bên phải đã đột nhiên phóng ra ba đạo hắc ảnh. Tức tốc phân khai, theo ba mặt hướng về phía pháp tướng lao ra. Pháp tướng thần sắc nghiêm trang, như đã có chủ ý. Luân hồi châu bay đến nửa đường, lập tức thấy kim quang đại phóng, nhanh không thể tả đánh bạt đi hai luồng hắc ảnh, rồi từ phía giữa theo luồng kim quang tiếp tục lao đi. Pháp tướng hừ một tiếng, đột nhiên giống như một ngọn đao bàn tay trăng trắng đưa thẳng ra trước thân nhắm vào luồng hắc ảnh còn lại đang bay tới hét lên một tiếng a à. luồng hắc ảnh đó giữa không trung đột nhiên chấn động kịch liệt sau một khắc dường như mới bị đánh cho một đòn rất mạnh từ trên không rơi sống hiện ra là một con rắn nhỏ màu đen đầu hình tam giác hiển nhiên là kịch độc trên mặt đất nó uốn éo vài lần rồi chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa muốn đi chầu diêm vương rồi Tần Vô Viêm thất kinh, gật đầu tán thưởng nói, "Định thần thông, quả xứng đáng là Phật môn thiên âm tự đệ nhất truyền nhân. Đại sư đạo pháp thật cao, tại hạ đây thật vô cùng bội phục. Bất quá đại sư tùy ý sát sanh như vậy, không biết là Phật tổ trách tội ư? Pháp tướng không đáp trả. Lâm Kinh Vũ đã ở đằng trước hăng hái đánh tới, bao phủ Tần Vô Viêm trong màn bích quang, miệng cười lạnh nói, "Các ngươi là yêu nghiệt." ngày thường sát xanh vô số tác nghiệt vô cùng vậy mà lúc này lấy lời chính khí đem chất vấn người khác thật là vô sị tần vô viêm ha ha cười lên một tiếng đón lấy mũi chạm kiếm sắc nhọn kiên định không thể lai chuyển chạm tương tư thần chủy tỏa thanh quang phản kích trở lại cùng lúc đó tay phải gã rung lên một khắc sau từ trong tay áo phóng ra tới bảy tám đạo ảnh tía nâu đen đỏ thẫm da cam cũng có. Nhìn như màu hào quang của pháp bảo. Mọi người chỉ thấy không ngờ đó là các chủng các dạng bọ cạp. Giết các loài kịch độc. Súng xít hướng pháp tướng lao tới. Nhưng tạm thời chỉ ở xa xa không thể tiến lại gần. Mọi người thấy vậy cười to lên. Tâm đạo của ma giáo yêu nhân quả nhiên là tà môn. Mang theo bao nhiêu là độc trùng quái vật như vậy trên người. Không sợ bị nó cắn lại một cái trong tất cả những người đứng ở xa xa tăng thư thư đứng ở nơi xa nhất. Tự nhiên nghĩ vạn nhất mà các sư tỷ sư muội đồng môn gặp phải vô số độc trùng thế này. Không biết là tất cả có toàn thân bùn rùn. Đến Pháp bảo cũng không thể đưa lên không. Trong đầu ý nghĩ mới vụt qua. Mút ngón trên bàn tay. Đã xém bị một con kiến lớn ở gần chân cắn cho một phát. May sao tránh kịp chỉ bị cắn phải vào mép giày. Kinh hãi không ít liền vội ngưng thần để ứng phó. Chỉ là bất quá gã và Lý Tuân đồng thời ứng phó vô số kiến lớn như vậy. Áp lực thật là quá. Lớn. Trong một lúc, hai người bọn họ đã giết hơn trăm con kiến lớn. Nhưng lũ xúc xanh này dường như đông đến vô cùng vô tận. Vẫn như cũ xuống xít lao đến. Tăng Thư Thư và Lý Tuân nhìn nhau. Không hề thấy trong mắt đối phương có ý muốn thối lui. Tăng Thư Thư muốn quay đầu qua bên tiếp tục ứng phó nhưng thoáng trong mắt đột nhiên phát hiện nơi rừng rậm sâu thẳm một đạo lam sắc mơ hồ lóe lên trong lòng thất kinh ở phía trước tần vô viêm đầu mày nhăn tít lại dường như cùng lúc đó trong lòng manh nha ý định tháo lui hôm nay bốn người này tại đây đều khó đối phó lúc đầu dựa vào trong tay có bầy tử trạch cự nghĩ vô địch không ngờ bị hai người này khơi khơi chặn lại cả nửa ngày chẳng tiến thêm nổi một bước ở trước mắt còn có tên đệ tử thanh vân môn cầm chảm kiếm thế công hung hãn thật là bản thân bình sinh mới thấy gọi cách hắn dụng kiếm xuất chiêu nhất vãng vô tiền căn bản là vì kiếm thế ấy không trừa lại thoái lộ khiến người ta đau đầu các loại độc vật bên đó xem ra lâu như vậy mà không làm khó được pháp tướng nếu người này lại đây tham chiến nữa chỉ sợ trận này thua mất tần vô viêm là đệ tử đắc ý nhất của độc thần tôi còn trẻ mà đã rất có năng lực. Lúc này cánh tay phải rung lên. Bắn ra ba con dị chủng thiềm thử chế trụ pháp tướng. Trong bàn tay phải chạm tương tư ánh sáng thanh quang rực sáng. Đột nhiên phản công mạnh mẽ. Thế công mãnh liệt. Làm lâm kinh vũ bị buộc lui lại mấy bước. Lợi dụng lúc đó. Tần vô viêm bất ngờ phóng thân đi. Ở phía xa nhóm người đó. Cười dài nói. Hôm nay đánh đến đây thôi. Tiếng nói của gã còn chưa dứt hẳn chợt nghe tăng thư thư la lớn, lục sư tỷ, Mau giữ kẻ đó lại. Tần vô viêm thất kinh. Khóe mắt nhìn thấy trong khoảng không đen tối đột nhiên lóe lên lam sắc quang mang. Gã tuy thất kinh mà không rối loạn. Chảm tương tư đã liên ngang một đường đánh vào phía trước luồng lam quang. Tự tin rằng một chiêu này uy lực lớn. Khả dĩ có thể bảo vệ bản thân. Không ngờ trong đêm tối. Lam quang tuy sáng lên. Nhưng giữa tiếng gió thê lệ đột nhiên thấy cả trời đất yên tĩnh từ bóng tối phía bên cạnh lặng lẽ dâng lên một cảm giác băng lạnh một bóng người đã khơi khơi hạ sống đứng bên thân gã dù tần vô viêm tâm tư vốn thận trọng tỉ mỉ cuối cùng tại đó bị ám toán bất ngờ nhanh như điện quang mạnh như hỏa thạch chỉ oa lên được một tiếng phun ra cả miệng máu lớn cả ngực nhuộm đỏ tại thời điểm sinh tử quan đầu gã hít đầy một hơi lúc này trong tay không ngớt vang lên tiếng toà 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 chỉ một chớp mắt bất ngờ phóng ra mười đạo quái vật kịch độc chia ra tấn công từng người trong bọn họ nhân ảnh cùng lúc bay ra xa xa phía sau nửa đường từ xa truyền lại thanh âm phẫn hận tiếng nói không đủ lực nhưng thê lệ lạnh lùng hung ác gay gắt nói quỷ lệ ngươi tàn nhẫn một côn gây thù của ngươi chúng ta sẽ có ngày tính toán lại dị biến từ đâu xuất hiện. Tại đương trường mọi người nhất thời ngây ngốc. Chỉ là tần vô viêm đột nhiên biến mất. Dưới đất vô số tử trạch cự nghĩ nhất thời không còn ai khống chế. Nhưng là loài vật hung man có tính cuồng sát. Nên thay vào đó lại tỏ ra hung hãn sông lên ảo ảo. Tăng Thư Thư và Lý Tuân chống cự không nổi nữa. Chỉ một khắc tiếp sau đã thấy hai người bị bọn chúng vây kín vào giữa. Trong không trung đạo Lam Quang lại nháng lên tại không trung nhẹ nhẹ ngưng lại, đột nhiên chẳng lý gì đến đám người đứng trong rừng, thế như bôn lôi nhanh như luồng điện sẹt. xung nhập vào giữa khoảng không gian đen tối bên cạnh, nghe thấy có người hừ một tiếng, tức khắc thấy Huyền Thanh Quang mang sáng lên, nhưng dường như không hề có ý muốn giao thủ, lại lập tức chuyển thân ly khai, chỉ thấy Đạo Lam Quang kia không chịu bỏ cuộc, lập tức đuổi theo, hai người đó tu hành đạo pháp cao biết bao chỉ nhìn kịp bóng dáng một khắc sau nữa thì bóng người cũng mất hút tại đương trường pháp tướng và mọi người hô lên một tiếng cùng bay lên rời khỏi mặt đất bầy kiến lớn chẳng còn đối thủ vô duyên vô cớ chết rất nhiều đồng bạn thập phần phẫn nộ hướng không chung giống lên không ngừng pháp tướng và mọi người không còn hứng thú đôi co với lũ xúc xanh dưới đất vội vàng phóng tầm mắt tìm kiếm nhưng chẳng dè đến lúc tập họp được nhau lại dừng rậm chỉ còn là một màn tối tăm, hai đạo quang ảnh một thanh một lam ấy, không biết đã lạc đến phương nào. Đành quay qua nhìn lẫn nhau, cả nửa ngày, tăng thư thư hốt nhiên trầm giọng hỏi là gã sao? Pháp tướng trầm mặt một lúc, trong ánh mắt lộ vẻ rối rắm, cuối cùng thở dài một tiếng, nói nhiều phần là gã rồi. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời hướng về phía Lâm Kinh Vũ chỉ thấy gã trẻ tuổi này lăng không bay lên đứng đó gió đêm thổi đến thổi vào y phục của y bay lật phật thật vô cùng anh tuấn biểu tình không lộ ra ngoài nhưng hiện ra trong đôi mắt chỉ thấy không ngừng nhìn về trong nơi rừng rậm tối tăm đau đáu xuất thần đêm đen thăm thẳm khu rừng rậm cổ xưa một dải lặng lẽ phảng phất trong vùng sâu tối tăm tiếng trùng kêu chim hót đã đột nhiên tiêu tán không thấy đâu làng bàng trong rừng tiếng gió. Tỏa ra thê lệ u oán. Phảng phất ở đó là đêm đen than vãn nỗi ai oán. Thanh sắc quang mang trong bóng tối lóe lên. Như người khách khẽ khẳng nhập vào bóng tối. Ở phía sau đạo Lam Quang lúc này đã hiện thân. Sáng trói mắt. Tiến vào vùng bóng tối. Làm cả vùng tối tăm bị bức thối lùi. Gấp rút đuổi theo đạo thanh sắc quang mang. Thanh quang luồn lách giữa rừng. Bất ngờ bay cao lên. Tốc độ càng nhanh hơn, nhưng vô luận thế nào cũng không thoát khỏi được đạo lam quang ở phía sau. Từ vùng tối đen phía trên nhìn xuống, chỉ thấy lam quang phảng phất như nhất định gì cũng không màng. Khẩn cấp truy đuổi, không chịu bỏ cuộc, là ai? Trong bóng tối lặng lặng thở dài, là ai? Trong đêm đen yên tĩnh đã trải lòng mình. Bóng tối từ bốn phương tám hướng lùi lại. Gió táp lên mặt rồi nhanh chóng tan biến. Thân ảnh quen thuộc đó trong đêm đen không ngừng phiêu đáng. Đang chiếu vào trong mắt của ai đây, này. Tiếng gọi nhẹ nhẹ. Đạo thanh quang đột nhiên dừng lại hạ xuống. Lúc sau tiêu tán. Hiện ra thân ảnh của quỷ lệ. Tĩnh tĩnh đứng trên một cành cao trên ngọn một cây đại thụ, cách gã một quãng. Quang ảnh lam sắc không ngờ không nói ngưng mà đã ngưng. Đứng bất động phía sau lưng gã. Trong tay người đó giữa đêm đen mà sán lạn vô bì chính là thiên gia thần kiếm ngự trên bàn tay trắng nõn. Lành lạnh, chỉ về phía gã. Đêm đen trầm sâu, tiếng gió thê thiết, y phục của họ. Trong gió đưa nhẹ nhẹ lay động. Quỷ lệ chậm chậm, chậm chậm quay lại, đối diện với người đó. Nàng giữa thế gian, là nữ tử thanh lệ không thể xâm phạm. Vẻ mỹ lệ đó không ngờ chẳng bị thời gian ảnh hưởng. Dường như làm người ta nín thở. Lại như làm người ta không uống mà say nét mặt nàng băng giá. Nắm lấy kiếm, chỉ vào gã, thiên gia kiếm phong như xương băng lãnh. Cách gã một đoạn, nơi cổ và phía trên miệng. Dường như cảm giác được tia lạnh băng giá. Không thể hiểu rõ, mà sâu trong tim, mờ mờ thương đau. Gió, lay động ngọn cây, thân hình của họ, trong gió đêm, nhẹ nhẹ đung đưa, không ai mở lời, chỉ yên lặng nhìn nhau. Cái dư vị của 10 năm. Đột nhiên mạnh mẽ. Rộn rã trong tim. Từng chấm từng nét chậm chậm đột ngột sôi lên. Dâng đầy trái tim. Bàn tay của nàng. Nắm lấy kiếm. Vẫn dáng trắng nõn như 10 năm trước. Như gã đã từng thấy. Khi tay nàng điều khiển cây kiếm này. Gã cười nhẹ. Thoáng vẻ chua xót, Nhẹ nhẹ nói, cô khỏe không? Lục tuyết kỳ chưa đáp lời. Một từ cũng chẳng thốt ra. Môi nàng vì quá gắng sức mà thành trắng nhợt. Đêm đen bao phủ thân ảnh của nàng. Vẻ đẹp xa xăm ấy thê lương thanh khiết. Quỷ lệ. Hay là trương tiểu phàm. Đứng tại đó trong màn đêm đen gần tàn không có ánh trăng. Trước người nữ tử ấy. Gã đột nhiên thấy lại thời 10 năm trước. Thân phảng phất như tại vùng quá khứ. Không biết rằng mình đang run lên nhẹ nhẹ. Sao ngươi không giết ta, nữ tử mỹ lệ đó? Lặng lẽ cất lời thiên gia lạnh như xương. Vẫn như cũ nắm trong tay. Chĩa vào gã. Gã nhìn vào thần tình trong mắt nàng. Nơi ấy rực sáng. phảng phất có ngọn lửa không lời thiêu đốt. Gã từ từ cúi đầu. Một lúc lâu sau. Gã nhìn vào thân ảnh của mình. Đang rung động nhẹ nhẹ bên cạnh thân ảnh của nàng. Khe khẽ nói, mười năm trước. Trên ngọc thanh điện. Nàng sao không đắn đo nhất thiết bình vực cho ta. Nàng nói đi. Lục tuyết kỳ không đáp lời. Khóe môi run nhẹ nhẹ. Tay cầm lấy kiếm. Nắm chặt lấy. Dường như sợ hãi điều gì. Trong mắt sáng rực. Đang lóe lên thân ảnh của ai đây. Trương tiểu phàm. Vẫn nguyên như ngày xưa. Mười năm trời vẫn không hề thay đổi. Nàng nhìn chăm chú. Răng cắn vào môi. Thân tự nhiên thấy băng lạnh. Trong mắt mọi vật chợt mơ hồ. Nhưng. Là con tim của ai đang đập nơi con tim bấy lâu nay băng giá nay khiêu động kịch liệt. Trong vô cùng trầm mặc giữa đêm thăm thẳm vô số những bồi hồi dịu dàng ôn nhu. Thời khắc này đột nhiên như hỏa diệm phát nhiệt, thiêu đốt trong lồng ngực, gần khóe môi, hốt nhiên hiện một tia mỏng manh chua sót, mờ mờ ươn ướt, bàn tay nắm lấy kiếm, từ từ hạ xuống, nàng nhìn lên trời, gió, ôn nhu lay động thân hình nàng thêm tú mỹ vuốt ve gò má trắng nõn. Từ lúc nào, trên bầu trời, nước đã hóa thành mưa rơi rơi. Phẩy chấm phẩy chấm. Mưa lất phất mù trời. Mưa không lớn mấy. Bầu trời vàng vọt ảm đạm. Đã mưa hai ngày liên tục. Tiêu giật tài nhíu mày. Chợt quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi, Yến sư muội muội có phát hiện gì không? Đứng bên cạnh y lúc này chính là Yến Hồng của phần hương cốc từ cái ngày chúng nhân chính đạo bị lạc thất tán trong chướng khí. Tiêu giật tài tiến vào trong đầm. Vì không cùng hướng nên không gặp bọn Pháp tướng và Lâm Kinh Vũ. Nhưng không lâu sau lại gặp Yến Hồng ở gần đó. Tuy không là đồng môn, nhưng lại có cảm giác rất thân thiết. Mấy ngày nay hai người kết bạn đồng hành. Bọn họ ở khu rừng Bạt Ngàn vô tận này tìm kiếm đã mấy ngày. Vẫn chưa phát hiện được gì. Ở đây ngoài cây ra cũng chỉ có cây trời thì cứ đổ mưa không ngớt mặt đất vô số độc trùng thật làm con người ta đau đầu vô cùng đôi lúc tự nghĩ cũng không trách gì ở đây không có khói bếp không có bóng người sinh sống bất quá nói thì như vậy chuyện cần làm vẫn phải làm tiêu giật tài cùng yến hồng đã tìm kiếm từng ly từng tí khắp khu vực xung quanh đồng thời y cũng phát giác tuy yến hồng đối với mình rất khách khí nhưng tựa hồ vẫn còn thấp thoáng đề phòng gì đó y hiện đang thấy Yến Hồng tựa hồ đang nhìn gì đó. Mắt chăm chú dõi vào khu rừng rậm rạp trước mặt. Không nhịn được mới hỏi nàng một câu. Yến Hồng nghe thấy. Đột nhiên nói, tiêu sư huynh. Huynh nhìn xem. Dường như có điều gì cổ quái. Phẩy chấm, phẩy chấm. Tiêu giật tài giật mình nhìn theo hướng ngón tay của Yến Hồng đang chỉ. Chỉ thấy sau từng làn từng làn mưa mỏng như tơ. Giữa từng lớp từng lớp cảnh lá dày đặc đột nhiên nhoáng lên một đạo kim quang yếu ớt rồi liền phụt tắt tiêu giật tài trong lòng hơi rúng động lại thấy đạo kim quang qua một hồi lâu mới thoang thoảng chớp lên một lần nữa chỉ là từ khoảng cách tựa hồ đã xa đi thêm vài phần tiêu giật tài cùng yến hồng đưa mắt nhìn nhau hai người cơ hồ đồng thời đều nghĩ đến tin đồn về dấu hiệu biểu lộ liên quan tới dị bảo chính là cột sáng vàng khổng lồ vươn thẳng lên trời lẽ nào chính là khoảnh khắc sau hai người họ cơ hồ đồng thời phóng lên không bay qua đó nhanh như chớp giật trong chớp mắt phi hành đó bọn họ lại chừng như quyết định giữ khoảng cách xa xa với nhau đồng thời ngấm ngầm nắm chặt pháp bảo cũng không biết là đang đề phòng nguy hiểm còn chưa biết tới hay là nguy hiểm kể cạnh bên người hai người bay cực nhanh chẳng mấy chốc đã đến vùng phụ cận của ánh kim quang le lói lúc nãy qua khỏi những tán cây dày đặc cây cỏ bên dưới tán loạn. Đâu đâu cũng có đầy cành lá gai góc bụi lùm rụng ngã tơi bời. Cả bên trên mấy cành cây to lớn thô nhám gần kề cũng chảy chùa dạn nứt. Không ngờ thậm chí mấy cây đại thụ xù xì một người ôm không xuể trước mặt cũng đã gãy đổ tùm lum. Giữa rừng, một mảng đất bị dày xéo ăn thông thẳng tới phía trước. Xem có vẻ như bị người hay quái vật gì đó xung phá. Làm thành một con đường giữa khu rừng rậm rạp tiêu giật tài và yến hồng nhìn nhau đều nhận ra trong mắt đối phương thấp thoáng có nét kinh ngạc liền lúc đó phía trước mặt ẩn ước có thanh âm huyên náo truyền lại tiêu giật tài quay sang yến hồng ngầm ra ý hai người nhẹ nhàng bay lên ẩn thân trong tàng cây ngấm ngầm phóng tới trước bay một hồi chỉ thấy trên con đường toàn là cây cối ngã ngổn ngang còn có không ít thu vật đã chết đa số là tránh né không kịp bị cây đè chết tiếng huyên náo mặt trước cũng càng lúc càng lớn phảng phất còn có thanh âm niệm phật hiệu tiêu giật tài ngẩn người thầm nghĩ lẽ nào lại là pháp tướng sư huynh của thiên âm tự đang ở đó đang lúc đắn đo chỉ thấy đằng trước chợt nhoáng lên một đạo kim quang một tiếng gầm long trời lở đất nháy mắt như có một làn sóng âm thanh hữu hình chấn động không gian tất cả tàng cây xung quanh đều rung lên uy thế không phải dẫn chơi tiêu giật tài lại biến sắc đó là phật môn hàng ma hống nhưng có vẻ cấp bách xem tình hình nhất định là không tốt đẹp gì thiên âm tự và thanh vân môn quan hệ không như phần hương cốc tiêu giật tài hơi trầm ngâm trung quy vẫn xông ra qua một tích tắc có tiếng gió phần phật đằng sau là yến hồng đã theo kịp hai người bay giữa trời thâu tóm cục trường qua một cái liếc mắt đều không tránh khỏi bàng hoàng tiếp theo đó là thất kinh chỉ thấy giữa chàng quả nhiên có một vị tăng nhân mình khoác tăng bảo thiên âm tự nhưng không phải là phát tướng bình hòa ôn văn mà là phát thiện vạm vỡ khôi ngô giờ phút này chỉ thấy phát thiện tăng bảo toàn thân căng phồng lên vũ lộng một cây kim cương hàng ma trượng cực kỳ to lớn bay lượn như cuồng phong bảo vũ kim quang lấp loáng bao bọc lấy toàn thân đồng thời miệng gầm hống liên miên người động thủ với y lại là một nữ tử Mỹ mạo toàn thân vận hoàng y. Mặt mày đáng yêu, khóe miệng nở nụ hàm tiếu, suối tóc đen tuyền phất phơ ngang vai, đôi mắt trong ngần ngời, sáng, vừa nhìn là như bị chìm đắm trong đôi mắt đó, không còn muốn thoát ra nữa. Tiêu giật tài mới nhìn về phía nàng ta chưa quá hai lần. Trong lòng bỗng có một luồng cảm hứng, có cảm giác giữa trời đất chỉ còn lại một mình nữ tử đó thật muốn cùng nàng dắt tay nhau chọn đời. may là y tu hành đã lâu năm, đạo hạnh không phải yếu, liền sực tỉnh trở lại, không khỏi thất kinh, thầm nhủ trong lòng yêu nữ nào đây, không ngờ lại có thuật mị tâm ghê gớm như vậy. phẩy chấm phẩy chấm. cục trường hiện tại pháp thiện tuy khí thế kinh người, nhưng tiêu giật tài và yến hồng đều nhận thấy sắc mặt gã ửng đỏ, kỳ thực đã bị nữ tử mỹ lệ kia bức bách đến mức chỉ còn có thể gắng gượng phòng thủ nếu không có viện binh e rằng nửa canh giờ cũng không còn chịu đựng được nữa tiêu giật tài và yến hồng đều ngấm ngầm thất kinh trong lòng lại không có cách nào nghĩ ra nữ tử kia thật ra là ai đạo hạnh không ngờ lại cao thâm đến mức có thể dồn một pháp thiện trong thiên âm tự là đệ tử xuất sắc nhất ngoài pháp tướng ra vào thế có muốn thủ cũng thủ không nổi thấy pháp thiện đã gần bại đến nơi tiêu giật tài và yến hồng liếc nhìn nhau quát lên một tiếng xông ra Ngự khởi tiên kiếm, thất tinh kiếm, thành danh từ thông thiên phong của Thanh Vân Môn. Hóa thành một đạo bạch quang, từ trên đầu trẻ xuống. Bên cạnh, Yến Hồng cũng phát ra một luồng thanh khí, chính là pháp bảo Thanh Linh Thạch của nàng, gấp rút truy theo. Nữ tử vận hoàng y nghe trên đầu đột nhiên vọng tới tiếng quát tháo, sắc mặt hơi có biến, trên mặt tựa như thoáng lướt nét giận, chỉ là bao nhiêu thứ phong tình cho dù là giận dữ cũng hóa thành vẻ mỹ lệ kinh động nhân tâm. Lợt lạt tô điểm trên bờ má. Câu hồn người ta. Tiêu giật tài dù sao cũng là đệ nhất đệ tử của Thanh Vân Môn ngày nay. Mức độ cao thâm của đạo hạnh không phải tầm thường. Thất tinh kiếm kiếm quang trải khắp nơi. Thân kiếm bay bổng tỏa ánh sáng bao trùm. Nhắm ngay đầu mà bổ xuống. Nữ tử nhíu mày. Không dám khinh địch lại thấy đằng sau kiếm có một nữ nhân khác đạo hạnh xem ra cũng không thấp. Bất đắc dĩ phải bay ngược về phía sau. Đồng thời hữu thủ phất động. Bất chợt phóng lên tung chảo. Trên không đột nhiên có tử quang lóe sáng. Chói ngời lóa mắt. Một pháp bảo màu tím kỳ dị ánh ngọc đằng đằng án trước thân nàng. Và chạm mạnh vào thất tinh kiếm và thanh linh thạch. Bộp. Phẩy chấm phẩy chấm. Một tiếng vang đùn đục nữ tử kia bay ngược trở lại phía sau. Tiêu giật tài và Yến. Hồng đã hạ mình bên cạnh Pháp Thiện. Tiêu giật tài nhỏ giọng hỏi Pháp Thiện, Pháp Thiện sư huynh. Huynh không sao chứ. Phẩy chấm phẩy chấm. Pháp Thiện sắc mặt đỏ ửng, Miệng thở hồn hền. Một hồi sau mới bình tĩnh trở lại, tiêu sư huynh an tâm. Nữ tử kia là yêu nữ Kim Bình Nhi của ma giáo hợp hoan phái. Vô cùng lợi hại. Phẩy chấm phẩy chấm tiêu giật tài cùng yến hồng đều giật mình mấy năm gần đây kim bình nhi trong ma giáo có thể coi là nhân vật phong vân cùng tần vô viêm quỷ lệ ba người được liệt xưng là tam công tử bị người trong chính đạo trong tâm can coi là đại họa không ngờ hôm nay gặp mặt lại là một nữ tử diễm lệ tuyệt luân bất quá nhớ lại vẻ mị hoặc kịch liệt khôn cùng hồi nãy khi mới gặp nàng tiêu giật tài liền hầu như tin chắc nàng chính là kim bình nhi xuất thân từ hợp hoan phái Kim Bình Nhi đứng đằng kia. Trong đầu thật đang giận dữ. Vốn là sau khi nàng tiến vào vùng trong của tử trạch. Đi lục loại mấy ngày không có manh mối gì. Hôm nay lại đụng phải pháp thiện hòa thượng đi lạc đường. Hai người vừa nói đã gây. Liền động thủ. Pháp thiện tu hành lâu năm. Một thân Phật môn đạo Pháp. Thế hệ trẻ ở thiên âm tự ngoại trừ Pháp tướng kỳ tài trời sinh ra. Gã tất cũng là người xếp hạng hai chỉ là kim bình nhi lại càng lợi hại hơn vừa lên là đột ngột đôi mắt mê mị nheo như đường tơ cho dù pháp thiện phật môn định lực thâm hầu cũng bất thình lình không kịp phòng bị mà chịu khuất mình dưới mị tâm thuật bí chuyển của ma giáo hợp hoan phái nhất thời tâm ý rúng động một thân đạo pháp mười thành chỉ còn lại sáu thành từ đó trở đi dưới thế công có vẻ như nhẹ nhàng uyển chuyển mà vô cùng nhanh độc của kim bình nhi pháp thiện chỉ còn nước kiệt lực cố thủ bảo vệ linh đài gắng gượng cầm cự nhưng nếu không có tiêu giật tài và yến hồng kịp thời xông ra e rằng bữa nay phát hiện đã bị kim bình nhi hàng phục phế mất hết tu hành bấy lâu nay chịu sự khống chế của mị tâm thuật chọn đời chịu phục tùng nghe theo mệnh lệnh của kim bình nhi giờ kim bình nhi đang nhìn lên nhìn xuống người tiêu giật tài mấy lượt chợt cười lên thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng thốt vị công tử này không biết có thủ án gì với tôi Mới vừa ra tay đã đánh nặng như vậy. Bộ muốn dồn tiểu nữ vào tử địa sao? Phải chấm, phẩy chấm. Tiêu giật tài liếc về phía nàng. Lại thấy ánh mắt của nàng trong ngần. Ngời ngời sáng trói. Như sao sáng lấp lánh giữa trời đêm. Thật khiến cho người ta động tâm sao xuyến. Lòng bàn tay của tiêu giật tài không khỏi toát. Mồ hôi lạnh. Cố chấn định tâm thần. Không nhìn thẳng vào mắt nàng nữa. Hững hờ đáp thì ra cô nương là môn hạ của ma giáo hợp hoan phái kim bình nhi đại danh vang vọng đã hâm mộ đại danh từ lâu phẩy chấm phẩy chấm kim bình nhi mỉm cười ồ người nhận ra tôi phẩy chấm phẩy chấm tiêu giật tài đáp tại hạ cũng chỉ mới biết về cô nương ngày hôm nay chỉ là pháp thiện đại sư là môn hạ của thiên âm tự cũng là người trong chính đạo với thanh vân môn của tôi tại hạ đánh cô nương dĩ nhiên là chuyện phải làm phẩy chấm phải chấm kim bình nhi hơi nhíu mày liền mỉm cười hỏi nói như vậy phải xin thỉnh giáo công tử là cao nhân của mạch nào trong thanh vân môn tiêu giật tài đáp không dám tại hạ là tiêu giật tài của thanh vân môn thông thiên phong còn đây là yến hồng cô nương của phần hương cốc phẩy chấm phẩy chấm kim bình nhi đưa mắt nhìn sang yến hồng thấy dung mạo của nàng ta cũng rất mỹ lệ không khỏi nhìn kỹ thêm lần nữa. Yến Hồng Đạo Hạnh luôn ngang hàng với Lý Tuân trong thế hệ trẻ của phần hương cốc. Chỉ là nàng khiêm tốn. Không muốn đi ra ngoài. Luôn luôn có sự vụ gì đều để cho Lý Tuân ra mặt liệu lý. Giờ đã có tiêu giật tài ở đây. Nàng cũng một mực không nói gì. Chỉ là hiện tại bị Kim Bình Nhi nhìn soi mói hai lượt. Nàng cũng không khỏi đưa mắt nhìn lại Kim Bình Nhi. Không ngờ chỉ một cái nhìn trả đó lại thấy ra thịt trắng mịn mặt mày cân xứng của nữ tử Mỹ lệ kia. Một chút xíu thời gian thôi cũng đã khiến nàng không khỏi cảm thấy hơi hôn mê trong đầu. Không khỏi giật mình thất kinh. Đồng thời trên mặt ửng hồng. Ngầm nghĩ yêu thuật của ma giáo thật là vô sỉ tà môn. Mình là thân nữ nhi không ngờ cũng bị dụ hoặc, o không ô. Hồi nãy lúc bọn tiêu giật tài tới đây. Bầu trời đã nhuộm chín hoàng hôn vàng sạm. Nói chuyện nãy giờ. Trời lại càng tăm tối hơn kim bình nhi cười cười đứng đối diện với bọn tiêu giật tài ba người trong lòng thầm tính toán tu hành của một kiếm hồi nãy tiêu giật tài này đạo hạnh xem ra không phải chơi hơn nữa bên cạnh còn có hai người mình tuy không sợ nhưng tử trạch dị bảo còn chưa xuất hiện tranh giành vô vị với bọn họ như vậy thật là không khôn ngoan gì nghĩ vậy nàng liền đi đến quyết định bên kia tiêu giật tài nhìn sắc mặt của nàng chợt bước tới một bước đang muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc đó sâu tuốt bên trong tử trạch nơi mưa đổ không ngưng chợt truyền đến một tiếng vọng như cọp gầm vang dội. Tiếng vọng đó to đến mức cả Phật môn hàng ma nộ hống của Pháp thiện hồi nãy cũng như là tiếng của một đứa trẻ. Vậy, căn bản không thể so bì được. Liền lập tức, mây gió trên trời tựa hồ vần vụ cuồn cuộn theo một tốc độ lốc xoáy biến ảo. Mây ùn ùn kéo tới. Tầng tầng lớp lớp như sóng biển ồ ạt đổ xô đất trời biến sắc chúng nhân kinh hãi thanh âm đó đập vào đầu óc như một quả chùy có đứng cũng đứng không vững được sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn sâu kín trong bóng tối xa xăm chợt bốc lên một đạo ánh sáng vàng trói lọi rượu mắt càng lúc càng sáng càng lúc càng lớn ra hóa thành một cột sáng vàng khổng lồ khôn lường trong một sát na đã chiếu ngời trên trời dưới đất chỗ nào cũng toàn là ánh sáng vàng mây là mây vàng cây là cây vàng bọn tiêu giật tài kim bình nhi bốn người bị thiên địa kỳ quan đó nhiếp hồn nhất thời quên luôn thân phận đối địch ngẩng đầu dõi mắt nhìn lại thấy cột sáng vàng càng lúc càng trói lọi chiếu sáng đến mức cơ hồ không thể nhìn được nữa mây gió từ tận chân trời càng lúc càng ùn ùn ồ ạt tích tụ một cách kịch liệt vây quay cột sáng vàng mà xoáy lốc không ngừng hình thành một dòng xoáy khổng lồ bị ánh sáng vàng chiếu xuyên. Dưới cảnh tượng hùng tráng đó, đất trời như dập đầu. phảng phất có vật gì trí tôn trí quý khiến cho người ta không tránh khỏi sinh lòng tôn kính. Sau một hồi lâu, cột sáng vàng đột ngột xuất hiện từ từ diệu lại. Yếu xuống liền. phảng phất thình lình mà đến. Rồi đi cũng nhanh chóng. Chỉ không đầy một khắc. Cảnh tượng mây gió vần vũ kinh thiên động địa hồi nãy đã thu hồi trở lại vào bóng tối như cá kình hút nước. Ánh sáng trói lọi lại biến mất trong bóng tối thâm thúy bao trùm mặt đất. Kim Bình Nhi và bọn tiêu giật tài đều là những người tâm tư linh xảo. Trong nháy mắt liền nhớ đến đó rõ ràng là điểm báo dị bảo xuất thế chuyển miệng khắp nơi. Hôm nay tận mắt chứng kiến. Khí thế ghê gớm của điểm báo sự xuất thế của dị bảo đó thật có thể dùng bốn chữ, không tưởng tượng được, mà hình dung thật không biết gì bảo kia là vật gì đây. So đi sánh lại. Cuộc tranh đấu ở đây thật là quá nhỏ nhoi không đáng kể. Cơ hồ không hẹn mà cùng một lúc. Kim Bình Nhi. Tiêu giật tài. Yến Hồng đồng thời phi thân bay đi. Nhắm hướng cột sáng vàng hồi nãy mà phóng tới. Chỉ có pháp thiện hơi chần chừ Nhưng cũng vội vã đi theo. Trong bóng tối. Bọn họ hóa thành bốn đạo hào quang bay đi. Tuy cột sáng vàng hồi nãy quy mô to tát, cũng vô phương nhận được vị trí cụ thể nhưng dị bảo đã xuất thế hiển nhiên là ngay đằng trước vừa nghĩ tới đó những người dày dạn tu hành chuyên cần tu luyện có tránh khỏi được động lòng động tâm không o không ô ở một góc khác của tử trạch bao nhiêu tàng cây rậm rạp dày kín bị gió bão do cột sáng vàng dẫn dắt thổi ngã rạp sang cả một bên chỉ còn có thanh long và u cơ còn có thể gồng mình đứng vững chìm nổi theo gió không động chút nào tới khi thiên địa kỳ cảnh hoành tráng đó dần dần cuộn thu lại. Thanh Long mới thở phào một hơi. Thở dài thốt, thiên địa tạo hóa vô cùng vô tận. Thật không phải là thứ những người phàm như bọn ta có thể tra cứu tìm tòi. Ta ngày xưa tự phụ mình bác học. Nào ngờ thấy kỳ cảnh hôm nay mới biết thế gian vạn vật thật là thiên ngoại hữu thiên. Phẩy chấm phẩy chấm. U cơ từ từ thu hồi mục quang. Vì có khăn sa đen che mặt nhìn không rõ bộ dạng của nàng. Chỉ nghe nàng qua một hồi mới hờ hững nói, kim mang hiện thế. Hoàng điểu tất xuất, ánh vàng xuất hiện, chim vàng tất sẽ ra mặt, câu nói đó đã khắc trong minh văn trên phục long đỉnh. Chỉ là con hoàng điểu đó là thần thú đời thượng cổ. Là cửu thiên linh điểu. Cả quyển sách cổ thần ma chí dị cũng tán tụng nó không ngưng. Lẽ nào bọn ta thật có thể đối phó nó sao? Phẩy chấm phẩy chấm thanh long mỉm cười tam muội muội hà tất phải lo lắng năm xưa trên đông hải lưu ba sơn quỷ tông tông chủ lần đầu tiên vận dụng khổn long khuyết khắc trong minh văn trên phục long đỉnh bằng vào thần lực cổ xưa của phục long đỉnh mà nhất cử thu phục được dị thú quỷ nghiêu mới biết tứ linh huyết trận trên phục long đỉnh đó quả thật là kỳ hiệu quỷ thần khó đoán hôm nay vạn sự đã lo liệu sẵn cả quỷ vương tông chủ cũng yên tâm để cho bọn ta đi muội còn tư lự gì nữa lẽ nào không tin quỷ vương tông chủ sao Phẩy chấm phải chấm u cơ trầm mặc một hồi lâu buồn bã thốt tông chủ hùng tài đại lược tôi luôn luôn kính trọng sao lại có thể hoài nghi cho được chỉ là tôi luôn có cảm giác tứ linh huyết trận mấy vật quỷ dị khôn lường này bọn ta hà tất đi Phẩy chấm phải chấm thanh long hơi biến sắc chợt ngắt lời tam muội Mấy chuyện này không phải muội và ta có thể nghị luận được. Sau này trước mặt người ngoài ngàn vạn lần không nên nói tới. Phẩy chấm phẩy chấm. Khăn che mặt của u cơ hơi động đậy. Nhìn thanh long. Chỉ thấy gã đang nhíu mày. Mặt mày nghiêm túc. Cho nên không khỏi trầm mặc trở lại. Liền chầm chậm gật đầu. Thanh long tới lúc đó mới yên tâm. Liền từ tốn thốt, ta muội. Muội đừng trách ta. Kỳ thực những năm gần đây đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện bích giao tiểu thư quỷ vương tông chủ tính tình cũng dần dần có biến hóa tuy ngày thường đối đãi với bọn ta vẫn tôn trọng khách khí nhưng ta thấy ông ta bình thời xử sự, sự quyết đoán sát ý dĩ nhiên là càng thịnh bọn ta vẫn là kẻ dưới bề trên khó đoán phải cẩn thận là hơn phải chấm phải chấm u cơ lẳng lặng nói được đại ca tôi biết rồi Phẩy chấm phẩy chấm. Thanh Long nhìn nàng. Lại từ từ xoay người. trầm mặc một hồi. Chợt hỏi. Cũng không biết quỷ lệ hắn hiện đang ở chỗ nào trong tử trạch. U cơ đứng đằng sau gã. Nhìn về phía trước. Giờ này bóng tối mênh mông. Cột sáng vàng kinh thiên động địa hồi nãy dĩ nhiên đã biến mất. Chỉ còn lại một màn hắc ám. Nhịn không được hỏi, đại ca. Quỷ vương tông chủ không phải là luôn luôn tín nhiệm quỷ lệ nhất sao? tại sao lần này không ngờ lại không nói cho hắn biết bọn ta sẽ đến đây? Sao không nói cho hắn biết mục đích của bọn ta? Phẩy chấm, phẩy chấm. Thanh Long quay đầu lại nhìn U cơ. Không nói gì. U cơ phảng phất ngây người. Tựa hồi đang nghĩ ngợi gì đó. Liền ngước đầu lên nhìn đằng xa. Thấp thoáng nghe thanh âm của nàng lan man, lại không thể nói ra. Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung ấn linh ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo